Miss China Wang lần đầu tiết lộ doanh thu của Miss Grand International Thùy Tiên kiếm tiền khủng lên đến 2-3 triệu USD, trở thành một hiện tượng lạ chưa từng có trong lịch sử. In that country and international brand, at least $2 million to $3 million cash. Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vào tháng 10 năm 2022. Suốt hành trình hơn 300 ngày của mình, nàng hậu sinh năm 1998, gặt hái nhiều thành công. Chủ tịch Miss Grand International Miss China Wang cũng đánh giá rất cao những nỗ lực mà con gái đạt được. Cụ thể, các vị lãnh đạo Miss Grand International 2022 và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã gặp gỡ và giao lưu với 72 thí sinh trước khi diễn ra đêm chung kết. Tại đây, ông Na Wang gây bất ngờ khi lần đầu công khai doanh thu mà cô nàng tạo ra nhờ tinh thần sẵn sàng làm việc. Con số thu nhập của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 được chủ tịch Miss Grand International tiết lộ khiến nhiều người phải choáng ngợp. Riêng các fan sắc đẹp Việt không khỏi tự hào về khả năng kiếm tiền của nàng hậu Thùy Tiên. Cụ thể, Miss China Wang cho biết Tiên không phải là cô gái đẹp nhất trong cuộc thi năm ngoái, nhưng chắc chắn Tiên là một nhan sắc nổi bật trong top 5, top 10. Nhưng Tiên còn hơn thế nữa, cô ấy sẵn sàng làm việc, cô ấy kiếm khoảng ít nhất là 2 đến 3 triệu đô tiền mặt, khoảng từ 50 đến 70 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Thùy Tiên được Miss China Wang đánh giá cao trong phong cách làm việc. Trước đó, vị lãnh đạo người Thái Lan từng chia sẻ những hợp đồng không tính bằng triệu mà là hàng chục triệu bạc, hợp đồng nhận mỗi ngày, một tuần có 2-3 hợp đồng mà đều đặn mỗi tuần và trở thành một hiện tượng kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử. Trong phần final word trên cương vị Miss Grand Việt Nam 2021, Thùy Tiên cũng đã gây xúc động mạnh khi bày tỏ lý do nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ suốt 301 ngày, dù có đau chân, mệt mỏi vì thiếu ngủ, khi bước chân ra ngoài, bản thân cô nàng đều cố gắng mạnh mẽ, vì đó là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mà người đẹp muốn mang đến thế giới. Đồng thời, ông Na Wang cũng chỉ rõ tiêu chí chọn lựa người đẹp kế nhiệm con gái thì phải sẵn sàng làm việc chăm chỉ và người đó có thể trở thành ngôi sao đất nước của mình ngay lập tức giống như Thùy Tiên, bởi vì nàng hậu rất nổi tiếng khi vừa trở về Việt Nam sau khi đạt danh hiệu cao quý và rất ra dáng một nữ hoàng. Trong một bài phỏng vấn vào tháng 9 năm 2022, ông Na Wang chia sẻ sức ảnh hưởng của Thùy Tiên thật sự tuyệt vời. Cô ấy là một người mạnh mẽ và có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Người đẹp này thậm chí không bao giờ xem điều gì là bất khả thi trong thời gian làm việc với chủ tịch Miss Grand International. Được biết, Thùy Tiên sinh năm 1998 ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tại Bangkok đầu năm 2022. Cô được vinh danh gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Trong thời gian đội vương miện, nàng hậu bận rộn với nhiều lịch trình. Cô từng đến các nước như Peru, Ecuador, Colombia và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Cô nàng đã đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ngày 4 tháng 12 năm 2021, Thùy Tiên đã xuất sắc vượt qua 58 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới để đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Người đẹp cũng là người Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị danh giá này. Bên cạnh đó, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Thùy Tiên thông báo giành học bổng thạc sĩ ngành quản trị nhà hàng khách sạn của Đại học Quản trị Du lịch Khách sạn Thụy Sĩ. Ngoài ra, cô còn đồng hành với cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 với vai trò giám khảo. Trước đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đoạt danh hiệu Á Khôi 1, Hoa Khôi Nam Bộ 2017, lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng với giải thưởng Người đẹp nhân ái, năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế. Kể từ khi đăng quang Miss Grand International, Hoa hậu Thùy Tiên liên tục ghi điểm với những hoạt động thiện nguyện của mình. Dù bận rộn với lịch trình riêng, nhưng nàng hậu vẫn luôn dành thời gian để đích thân trao đi những món quà cho người kém may mắn. Đặc biệt nhất phải kể đến dự án xây giếng nước sạch cho người dân ở bản Zamba, Balondo, Huambo, Angola. Thời gian đương nhiệm của Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 của Thùy Tiên sẽ khép lại vào tháng 10 năm 2022. Nhìn lại hành trình đã qua, người hâm mộ sắc đẹp thực sự ngưỡng mộ trước những việc làm của nàng hậu. Sự cống hiến hết mình trong nhiệm kỳ của mỹ nhân gốc Sài Thành là hình ảnh đáng để tất cả các thí sinh thi nhan sắc trong tương lai cần học hỏi.